Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bạn nghe rõ không ạ? Các bạn nhìn vào khung chat, không? Các bạn nghe rõ không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với làm một cái bài gì đó, một bài đọc ngắn. Rồi, cái bài đọc về chủ đề về bóng chày. Thì bây giờ các bạn nhìn vô trong cái khung khung gì đó, cái khung chat nè. Các bạn sẽ nhấp vào bên trong cái đường link này tôi vừa gửi. Đó. Và sau đó các bạn sẽ mở cái file ra và đọc và sau đó làm. Thì trong quá trình làm đó thì các bạn ghi vô tờ giấy nào đó, thì câu số 1 là bạn chọn A hay B, câu số 2 chọn A hay B, và sau đó cuối cùng thì sau 20 phút thì chúng ta sẽ quay lại và sửa bài với nhau ha. Ok. Rồi. Đường dẫn thì nó hơi dài cho nên các bạn vui lòng nhìn vô khung chat đó, rồi sau đó mở cái file ra và sau đó thì coi file trên máy tính hay là trên điện thoại. Và sẽ bắt đầu làm luôn. Lấy giấy bút rõ ràng ha, nếu mà ghi. Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn thời gian là 20 phút, làm bây giờ tới bây giờ tới 9 giờ đi. Làm từ bây giờ 8:40 đến 8:40 đến 9 giờ. Bài đọc về chủ đề baseball, các bạn lấy file lấy link ở trên ha. Bạn PNG gì đó thì coi lại cái âm thanh của mình ha, chứ bên tôi thấy con người vẫn nghe được. Rồi. Các bạn làm bài đọc trên link đã gửi nha. 9 giờ cùng nhau sửa.
Xin lỗi các bạn, bây giờ tôi mới phát hiện ra là bài này có hai câu số 3, cho nên các bạn cứ tạm thời cứ làm đi ha. Chúng ta cứ xác định là câu đầu tiên là câu 3 đầu là 3A đi, rồi 3 thứ hai là 3B, rồi các bạn cứ làm theo thứ tự đó, trật tự đó bình thường thôi. Rồi chút xíu nó mấy chỗ nào mà nó đụng đến cái câu 3 đó thì mình cứ nhìn theo cái câu đầu tiên và câu số 2 để mà mình sửa. 9 giờ rồi, các bạn xong chưa ạ? Ok, good. Rồi, chúng ta bắt đầu sửa bài ha. Bây giờ trước tiên thì tôi sẽ nhờ một bạn gõ hết đáp án vào khung chat. Có bạn nào xung phong không? Rồi, ok. Vậy nhờ bạn chia suất gì đó rồi gọi giùm tôi cho ha. Tức là các bạn làm như thế nào, rồi đáp án ra làm sao, rồi bạn gõ hết tôi vào khung này. Chúng ta căn cứ vào đó chúng ta làm. Chúng ta sửa thử. À, ok, được rồi. Càng nhanh tạo. Rồi, bây giờ tôi sẽ sửa bài ha. Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình. Rồi, nhìn lên màn hình thì đây là cái bài đọc của các bạn. Rồi, để nhìn ha. Đúng mình yêu cầu. 1C. Sai. Đáp án của chúng ta sẽ là D ha. Is becoming more popular all over the world. Thì các bạn nhìn thử câu baseball này thì nó có bốn lựa chọn. Rồi. Thì bạn thấy trong cái đoạn đầu tiên á thì bạn thấy rõ ràng là chúng ta có baseball rồi nó là một cái national pastime ở Mỹ. Rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng là được chơi ở đâu nữa. It is not limited to the USA. Rồi, nó còn được chơi ở nhiều nước, rồi bao gồm là Nam Mỹ, và ngoài ra là còn được rất là popular in Japan. Europe thì cũng có chơi đúng không ạ? Nhưng mà có điều là hồi đó thì not many baseball teams exist in Europe today. Tức là không có quá nhiều cái đội bóng đá, đội bóng chuyền tồn tại ở châu Âu. Nhưng mà that, however, is slowly changing. Là thay đổi dần dần rồi không? Thay đổi, is slowly changing, đang thay đổi. Thì nó nói luôn là more and more countries are putting together teams and joining the game. Thì câu này là more and more countries are putting together teams and joining the game. Tức là nhiều người đang chơi, nhiều cái nước, nhiều quốc gia đang tập, đúng là tập hợp cái team, tập hợp cái đội bóng của mình, gọi là joining the game.
Thì thêm cái nữa, lý do của nó là since baseball is an Olympic sport, cho nên cái câu của này, câu số 1 này á, đáp án của nó phải là câu D ha. Còn cái nó gì đó, originated in South America, cái từ originate nghĩa là bắt nguồn, bắt nguồn thì bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ khi nào, thì bạn nghĩa với từ start. Rồi, nó không phải bắt nguồn ở Nam Mỹ nha, nó bắt nguồn Rồi, câu rồi, đáp án đúng mà là câu B nha. Ok không ạ? Bạn có cái thắc mắc nào là không có rõ câu nào có thể unmute để mà nói nha, có thể mở mic để mà nói, rồi nói xong rồi tắt mic để đỡ ồn. Còn nếu mà không thì cứ gõ khung chat cũng được. Rồi. Các bạn nhìn vô trong câu số 2. Thì câu số 2 chúng ta có cái đáp án đúng của mình sẽ là câu B. Rồi. Như nãy tôi vừa nói luôn rồi thì nó có cái gì đó. Nó có cái chi tiết là because since baseball is an Olympic sport, thì cái từ since này bằng nghĩa với từ because, nghĩa là bởi vì, thì bởi vì bóng chạy là một cái môn thể thao trong cái Olympic, cho nên là nó nhiều người, nhiều quốc gia đang chơi. Thì cho nên là chúng ta phải chọn cái câu đó là câu B. Tại sao nó được chơi ở nhiều nước? Baseball is played in more and more countries because it is included in the Olympic Games. Ok không ạ? Rồi, còn cái câu D này á, it is not complicated to play, thì thông tin này nó không được đề cập tới. Thông tin này không được đề cập, cho nên chú ý giùm ha. Đúng vậy, nó không có nhấn mạnh là cái baseball nó dễ hay nó khó. Rồi. Câu số 3 để xem nào. Rồi. Which of the following is not true about baseball? Thật ra câu này là một câu hơi gài độ tí xíu. Tôi thấy nãy giờ có nhiều bạn cũng sai câu A. Thì nó lần đầu tiên được chơi vào những năm là 1850. Thì bây giờ là chúng ta đang ở năm 2020. Thì thật ra thì nó tính ra tới bây giờ thì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ đó, cũng cho phép được. Thì chúng ta nhìn thử cái đoạn này ha. Rồi. Đâu rồi. Có đoạn nào nói về cái chi tiết là thời gian nhỉ? Đây, đoạn số 3. When and where did the game baseball start? Well, people have been playing games of stick and ball for hundreds of years. Đoạn này bắt đầu từ modern baseball nè, bắt nói về baseball. Rồi. Modern baseball, however, started around 150 years ago in New York. Câu này có nghĩa là cách nó bắt đầu, nó khởi điểm từ đây, bắt đầu chơi ở Mỹ á, modern baseball bắt đầu là cách đây khoảng 150 năm ở New York. Thì áp đặt này thì cái khung khung này bắt đầu là lần đầu tiên được chơi là trong giai đoạn này là cũng hợp lý, tại vì khoảng giai đoạn đó và cộng lại đây thì 150 là nó khoảng là những năm 2000. Thì bạn thấy có S, cái S này không? Sao nó gần gần ở đâu? Để trong cái khoảng là thập niên đó thì cũng chấp nhận được. Thật ra bây giờ bạn nhìn câu này. Câu C. Chúng ta sẽ chọn cái câu nào mà gọi là not true, mà giống như là không có thông tin nó sai, mà sai hoàn toàn. Và chắc cú nhất là chúng ta sẽ chọn câu C. Lý do chọn câu C thế này, tại vì quite a lot. The rules have changed quite a lot over the years. Thì bạn nhìn cái câu ở trên đây thì chúng ta có là it has changed a little bit over the years, but the basic games remain the same. Tức là trong những năm đây thì nó đã, cái luật chơi á, nó đã thay đổi một chút xíu, nhưng mà cơ bản, về cơ bản remain the same. Thì cái câu trong bài là change a little bit. Còn cái câu ở trong câu hỏi á, thì nó the rules have changed quite a lot, tức là nó trái ngược hoàn toàn. Tôi hiểu có thể là lý do là bạn khi mà bạn cộng trừ nhân chia lại bạn thấy câu A nó chưa chính xác, nhưng mà câu C sẽ là lựa chọn hoàn chỉnh nhất, lựa chọn đúng nhất và chuẩn nhất. Not true, luật ở trong bài đọc là nó là thay đổi chút xíu và về cơ bản là vẫn giữ nguyên, nhưng mà trong cái câu gì đó, câu hỏi thì nó lại lựa chọn này là the rules have changed quite a lot, thì nó lại trái hoàn toàn, cho nên phải chọn nó.
Và sẵn tiện là nhắc luôn cái câu hỏi này là chúng ta có là not true rồi, tức là bốn lựa chọn thì sẽ có ba lựa chọn là sai và một lựa chọn, ba lựa chọn là đúng và một lựa chọn là sai, thì chọn cái sai. Thế là câu C này. Câu số ba A thì bạn chọn là B đúng không? Rồi, sai rồi. 3B thì bạn chọn là B đúng rồi. Nào, B. Câu này là một câu reference bình thường, không có gì đặc biệt cả. Rồi. Cái bạn Jesus này tôi thấy ghi chỗ này không rõ lắm, nhưng mà tại vì cái đề nó không rõ nên thôi kệ đi. Rồi. The word day in paragraph 2 refers to fans. Với những câu này á, những câu mà refers này á, thì bạn chú ý là thông thường thì đáp án sẽ câu trả lời đúng sẽ xuất hiện trước từ in đậm. Thì bạn thấy ở đây, nhìn lại à, đâu rồi ta, đây. Going to baseball games is a way of life for many fans. They sit in the stands on hot and sunny spring and summer days. Rồi đó, thì cái câu đây phía đây đúng không? Đây là cái cây này, cái câu cái từ trong câu hỏi, và nó hỏi bạn là đây này là nó hướng về ai, nó chỉ về đứa nào. Thì đằng trước đó là có baseball games, rồi nó có many fans, thì chúng ta sẽ chọn câu đây. Từ từ này là từ fans, tại vì hiểu là sit in a stand thì chỉ có thằng fans mới ngồi ở trên cái khán đài được thôi, chứ không có thể nào là baseball games được. Ok không ạ? À, các bạn có nghe tôi nói không giờ? Các bạn gì đó nói một mình đọc thoại thì cũng hơi không chắc là các bạn có nghe được không, cho nên các bạn thử gì đó confirm là nghe không ạ? Ok tốt. À, ok. Rồi được rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tới câu số 4. Câu số 4 thì các bạn phải chọn câu B, câu số 4 thì các bạn phải chọn câu A nha. Đây là một câu gì đó gài rất là thú vị. Tại vì bạn thấy là đằng, tại vì gear, tức là cái từ gear này á, là nó từ dùng chung cho những cái, giống như là quần áo, cho những cái dụng cụ, công cụ mà nó dùng cần thiết cho một cái hoạt động nào đó. Thì ở đây thì bạn thấy nè, nhìn từ gear ha, chúng ta có cái baseball, rồi is play with a bat, a stick. Rồi sau đó nó sẽ mô tả là chúng ta bóng chày là chơi, cần chơi cây vợt nè, cây gậy nè, rồi thậm chí là có thêm một cái quả bóng mà nó cứng cứng nè. Và ngoài ra người ta cũng đang gì đó đeo một cái găng tay da nè. Rồi baseball gear usually consists of a lightweight shirt and trouser that come down just past the knee. Không, đúng rồi. Không, câu B các bạn. Câu clothing á, xin lỗi tôi nhìn lộn. Cái đề này không chuẩn, cho nên các bạn cứ nhìn là câu B đi. Baseball gear. B nha. Bạn Bảo Uyên hồi nãy có nhắn tin đó, bạn nhìn lại tôi câu số 4 nha. Gear, sửa lại tôi là câu đi. Tôi nhìn hơi ổn, tôi thiếu cái thông tin tí xíu. Rồi được rồi. Baseball gear, tức là gần trong ngữ cảnh này thì chọn là quần áo. Nhưng mà ngoài ra thì cái từ gear đó nó cũng có một cái từ bằng nghĩa nữa là equipment. Dịch lại ha. Gear là cái từ mang nghĩa là equipment hoặc là clothing that is needed for a particular activity. Nếu như bạn gặp một cái bài khác mà nó có từ gear này, bạn phải cân nhắc chút xíu nha. Có khi là nó sẽ là mang nghĩa là dụng cụ, có khi nó sẽ là mang nghĩa là quần áo. Nhưng mà trong ngữ cảnh này, cái bài này thì nó nói rõ ràng là quần áo. Baseball gear usually consists of a lightweight shirt and trouser. Chúng ta sẽ tiếp với câu số 5.
Câu số 5 bạn làm đúng không? Rồi, câu số 5 bạn chúng ta phải chọn câu B nha các bạn, tại vì gì đó. Những thứ linh tinh với lại cái what they wear shoes with spike have them run. Ok. Rồi, cái câu số 5 này chúng ta phải chọn con đoạn cái câu B nha, tức là cái này nó hỏi là in which space mark A, B, C, D in a passage would a sentence best fit, tức là nhét cái câu này vô chỗ nào được ở trong bốn cái lựa chọn A, B, C trong bài. Thì bốn lựa chọn đó nó đã được tô đen rồi. Thì các bạn nhìn thử câu này. Câu này nó nói là người ta mang giày, rồi sau đó người ta gì đó. Rồi. Người ta mang giày, rồi sau đó người ta mang thêm cái baseball cap rồi. To help them run just as football players do and a baseball cap tức là cái nón bóng chày. Chỗ cái đoạn này á, cái bốn lựa chọn này, nó bốn vị trí này nó rải ra, thì cái đoạn A chỗ này thì tự nhiên Nathan đang chỉ nói chuyện sơ sơ về cái game bóng chày thôi, tự nhiên mình đâm sầm vào mình nói quần áo thì hay là mang giày thì không hợp lý. Rồi cái đoạn B chỗ này đang nói về quần áo đây, rồi rồi đang nói về áo quần đây, đang nói về công cụ dụng cụ này, thì rõ ràng là chỗ này đoạn B sẽ là hợp lý nhất. Và đoạn C thì trong đây tự nhiên nó không có gì đâu, đoạn C nó đang nói về cái cách chơi game rồi, nó không còn nói về quần áo nữa. Và cái đoạn câu D này thì nó đã hết bài rồi, không còn nhét được thêm chỗ nào vô nữa. Rồi. Câu số 6. Câu số 6 C. Rồi, chấp nhận. Ok, cái này câu này các bạn có ai sai không? Main area contains three important points that players must run to. Bạn nào sai câu nào, sai câu này không? Chọn B hả? Huyền ơi, cái câu này thì nó không có jewelry, này là cái kim cương á, hay cái này là cái gì đó, cái nữ trang á, cái nữ trang. Thì trong bài này thật ra nó không có nữ trang mà nó chỉ có cái gì đó giống như là khu vực mà nó là an area shaped like a diamond, thấy không? Đó là một cái khu vực mà có hình dạng giống như là một cái kim cương, viên kim cương mà nó chỉ được cái boundaries là cái ranh giới. Thì cái ranh giới của cái gì đó của cái khu vực chơi thì bạn sẽ thấy là on the diamond there are also the three bases that the player must run to score. Thấy đâu mà. Ok, thì bạn thấy cái khu vực đó là nó sẽ như là trong trong cái khu vực đó đó thì nó sẽ có ba cái chỗ mà cái người chơi á mất phải chạy tới đó để mà lấy điểm. Thì ok, thì cho nên là cái câu đó là nó không hợp lý lắm. Thì phù hợp nhất của mình sẽ là the playing area, the main area contains three important points that player must run to. Thì nó sẽ hơi, nó sẽ phù hợp nhất ha. Còn câu A này không phải rồi, tại vì nó chỉ có infield với outfield thôi. Rồi còn cái câu B là anh vừa nói rồi. Rồi còn câu D là indoor stadium, thì nhiên là không phải, tại vì nó chơi ở ngoài trời. Còn nhớ indoor là ở trong 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 nhà nha. Chúng ta sẽ nhìn tới tới câu số 7. Câu số 7 thì không ai sai ha. Nine được chia làm 9 phần, thì cái này là trong thuật ngữ cho bóng chày. Câu số 7B. Câu số 8. Rồi. The object of the game. Cái từ object này có nghĩa là mục đích ha. Bạn lưu ý thêm một tí xíu, có thể bằng cái từ goal đó là mục tiêu, hay là có thể hỏi là câu hỏi hỏi là to win. Rồi players must chẳng hạn vậy, để thắng thì người chơi phải làm gì, các bạn có gì đó ghi chú lại không vậy? Các bạn có giấy bút kế bên ghi chú lại bài học không vậy? Rồi
Để thắng được thì nó phải là đâu rồi, các bạn chọn gì ạ? 8 hit the bone the farthest. 8B hả? Có ai có lựa chọn khác không? Ok, 8C ha. Đúng rồi. Score the most red. Ừ, các bạn nhìn lại cái đoạn đó ha. Thì chúng ta có nè. Thật ra tôi cũng không rành bóng chày đâu, nhưng mà cái đoạn này nó trong bài bài đọc này nó như thế nào thì các bạn phải làm theo như vậy. Nè, the team that score the most runs by the end of the ninth inning wins. Ok. Tức là the team, cái đội á, mà nó giành được là số điểm mà the most runs. Rồi. Thì nên chúng ta sẽ gì đó chọn nó, tức là giành được kia, giành được cái sự lượt, cái lượt chạy. Cho nên cái câu này nó rõ ràng quá rồi. Rồi 8C ha. Rồi câu 9. Câu 9 thì các bạn chọn gì nhỉ? Rồi câu 9 chọn B hả? Không được, chúng ta không nói về thời tiết ở đây, mà chúng ta sẽ nói về là câu số 10, 9, 9, 9D. The pace of the match may change suddenly. Cái từ space á, nó bằng nghĩa với từ speed, nghĩa là tốc độ. Các bạn có ai chọn câu khác không? Câu 9. Câu 9 có ai chọn sai, cho chọn đáp án khác không? Thì có 4 đáp án là player tends to be less active, tức là người chơi á có xu hướng là sẽ thụ động, active là năng động, và less active là thụ động hơn ở đầu cái trận đấu. Câu B, nó thường diễn trận đấu thường diễn ra vào những ngày hot summer days. Và câu C, spectators hay là viewers đó, tức là người xem, gần giống thôi nha. Người xem, khán giả không được mang thức ăn vô trong cái khu vực chơi. Và câu số 4, the pace of the match may change suddenly, unexpectedly. Thì unexpectedly chính là bằng với lại suddenly. Thì mình nhìn lại câu này, cái đoạn mà ở trên đây, đây đâu mà ta, nó hướng dẫn về cách chơi nè. Là bắt đầu là một trong hai cái team á, thì sẽ giành với lần lượt là đánh nè. Rồi trying to hit the ball and throw to jump by the pitcher of the team. After the ball is hit, the player tries to run and touch three different bases. The team not batting tries to catch the ball. The team that scores the most. Right. Tiếp nè. It's a game that can go very slowly for a while. And then suddenly start have a series of fast and exciting moves. Check it out. Rồi. Tức là một trận đấu, một cái trò chơi mà có thể đi rất là chậm trong một khoảng thời gian nào đó, và tự nhiên bất ngờ là có một cái chuỗi những cái hoạt động, những cái chuỗi, những cái lần đi, những cái game đó, những cái cú bứt phá mà nó là a series of fast and exciting. Tức là có những cú bứt phá mà sao là rất là nhanh và rất là ngoạn mục và rất là hồi hộp. Thì bạn nhìn đi, bạn sẽ thấy là đáp án phù hợp nhất của mình sẽ là câu số câu D ha, the pace of the match. Nếu mà ghi cái chữ thật ra cái speed nó hơi dễ một chút xíu, tôi chọn cái từ pace thì nó hơi khó chút xíu, các bạn thấy hơi lạ lạ. Và cái câu số 10 tôi nghĩ là không ai sai ha, nó sẽ chọn câu D. Vị trí nó hơi thay đổi nhanh, hơi nhanh chút xíu. Rồi chứ không phải là D ở, chứ không phải là đúng rồi. B không có nha, chúng ta không, trong bài nó không nói về base favorite baseball team. Hầu hết người Mỹ có cái gì, hầu hết người Mỹ chỉ có cái câu most American là ta đây, baseball is such a part of American life that nearly everyone favorite childhood memory includes a day at the ballpark. Ok không ạ? Tức là chỉ có cái câu đó thôi, cái câu này. Cho nên vì cái câu đó thì chúng ta sẽ chọn là đáp án đúng là câu B. Rồi, chúng ta có khoảng 16, 17 bạn đang học. Thì các bạn cho tôi xem cái đáp án của các bạn đúng bao nhiêu câu nào.
trên 11 câu tổng cộng nha. Có cái câu ok rồi, được rồi, vậy cũng được, vậy là bạn sai cỡ 3 câu. Được được hai câu là nó hơi bị thấp chút xíu nha, các bạn cẩn thận mình ôn luyện thêm chút xíu nữa. Có cái câu ghi là tôi cũng hơi bị nhức nhối tí xíu nhưng mà thôi cũng không sao đâu, các bạn chọn clothing cũng được. Bao nhiêu nữa? Phương Thanh có đeo. Phương Thanh có đeo. Trúc Quỳnh có đeo. Thu Quỳnh chứ. Kim Ngân đăng ký đi học mà trốn hết rồi, tôi giết à. Rồi được rồi, tạm thời bỏ qua cái bài đó đi ha. Chúng ta các bạn hình dung được một cái bài đọc của bên B1 thế nào ha. Cái này nó cũng tương đối là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dẹp cái này qua một bên và chúng ta sẽ chuyển sang làm bài viết. Ok. Các bạn lấy giấy bút ra để mà ghi chú một số thông tin ha. Rồi. Bây giờ tôi có đề bài cho các bạn đây. Các bạn đọc cái đề bài này ha. Đây là task 1. Lâu quá rồi chúng ta không có viết thư cho nên không biết các bạn còn nhớ gì không, nhưng mà bây giờ tôi cho các bạn một bài task á. Rồi các bạn đọc cái này lại, sau đó bạn nói tôi nghe coi chúng ta sẽ làm gì, chúng ta cần phải viết gì và sườn bài các bạn ra làm sao, và những nội dung nào cần phải viết và những nội dung nào cần tránh để mà đỡ bị lạc đề vậy ha. Rồi chúng ta, các bạn có 5 phút đọc đề.
Rồi, chúng ta quay lại với lại cái phần phân tích bài viết này ha. Thì đây là một cái đề viết cũng của người ta, một đề viết nó cũng chuẩn đó, tức là không có phải là đề tự chế đâu, mà cái đề này có vẻ như là đã được thi rồi. Thì các bạn lưu ý dùm những cái yêu cầu của đề bài, đọc kỹ bài để mà phân tích và hiểu đề trước khi làm. Thì trước tiên thì tôi muốn hỏi các bạn rồi chúng ta sẽ viết cái gì, thử các bạn nào xung phong không? Mở mic lên nói chuyện xem. Có ai xung phong không nào? Em ạ. Ok, em nói tôi đi. Thưa thầy, là em nghĩ mình đầu tiên phải nêu mục đích viết thư và trả lời tất cả những cái câu hỏi của đề bài đưa ra, của cái bức thư này đưa ra ấy ạ. Đấy, mình sẽ phải trả lời, người ta hỏi bao nhiêu câu hỏi thì mình phải trả lời bấy nhiêu câu ạ. Rồi, vậy thì bạn phân tích giùm tôi cái đề này, vậy mình sẽ viết đề gì, viết cái gì trong cái bài này. Ở đây thì bạn ấy bảo là mình vừa mới xem một số cái cập nhật trên Facebook của bạn và mình biết được rằng là bạn vừa mới trở về từ kỳ nghỉ nước ngoài. Bạn có thể nói cho mình biết về việc đó được không? Vậy thì đầu tiên mình sẽ nêu cái mục đích viết thư đấy, và sau đó thì mình sẽ trả lời cụ thể, ví dụ như là trong cái kỳ nghỉ ngày hôm nay tôi sẽ viết lá thư kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ của tôi đấy, ví dụ như là tôi where did you go, trả lời câu hỏi là tôi đã đi tham quan ở đâu, tôi đã làm những cái việc gì đấy, những cái hoạt động gì, trả lời câu hỏi tiếp theo là về thức ăn đấy ạ. Đấy thì ít nhất là có ba cái câu hỏi chính đấy thì mình sẽ phải trả lời được cả ba câu hỏi ạ. Rồi, ok, rồi cảm ơn bạn. Viết rất nói rất chính xác ha. Về nhờ thêm một bạn nữa để nói tôi coi coi những cái lỗi mà cần phải tránh mà những yêu cầu bên cạnh cái nội dung. Thì bạn gì nhỉ? Bạn vừa nói, cái bạn vừa nói á, cảm ơn bạn. Thì trước tiên mà bạn đã nói được là chúng ta phải trả lời được các câu hỏi trong cái nội dung bài, thì trước tiên phải đọc kỹ cái ngữ cảnh như thế nào. Thì bạn nhận được một cái thư từ một cái foreign friend, thì tên gì thì kệ nó. Thì ngữ cảnh là gì ạ? Bạn vừa mới đi du lịch nước ngoài về, a holiday abroad. Và cái người bạn này rất là hứng thú và muốn biết thêm về chuyện đó. Và bạn phải nói được là có ở đây có bao nhiêu dấu hỏi? 1, 2, 3, 4. Nhưng mà thật ra thì chúng ta chỉ cần trả lời 3 câu. Thứ nhất là where did you go? Thứ hai là what activities did you do? Và thứ ba là did you enjoy the food? Ok. Đặc biệt á, thì trong ba cái này thì chúng ta phải chú trọng hơn về một cái, đó là cái food. Lý do tại sao? Tại vì well, you must talk about it. Those pictures look really yummy. Thì cái từ yummy ở đây á, nó bằng nghĩa với từ delicious hay là scrumptious, có nghĩa là nó là nhìn rất là ngon. Yummy. Thì đó là nó giống như là kiểu là ngon miệng á. Sẵn tiện cho bạn thêm một số từ bằng nghĩa luôn. Thì delicious nè, scrumptious nè, tasty nè, hay là mouth watering, có nghĩa là làm sao nhìn thèm đến nỗi mà chảy nước miếng ha. Thì cái từ nó cũng hơi kinh dị một tí xíu, nhưng mà kệ nó, tại vì nó hay mà. Mouth watering. Rồi, từ vựng ha. Rồi, thì đó là cái yêu cầu đề bài. Thì trước tiên là chúng ta phải xác định được những cái nội dung là cái gì, nội dung cần viết là cái gì, và ngữ cảnh là cái gì. Thì tôi hay có cái từ là bullet point, có nghĩa là những cái điểm cần phải viết trong bài. Thì trong cái bài này trước tiên thì chúng ta phải viết về là đi đâu. Bài này phải viết về đi đâu. Đi đâu, tức là nó về place. Nhưng mà một cái lỗi mà nó sai phổ biến á, thì các bạn hay nói về Vũng Tàu, là Nha Trang, hay là Sapa. Thì đây là một cái lỗi sai rất là cơ bản và gần như sẽ giúp giám khảo là gần như là cho các bạn là 2 điểm hết cho 4 tiêu chí. Tại vì tại sao vậy? Tại sao ạ? Các bạn nào biết được tại sao sẽ bị trừ điểm lạc đề không? Tại sao? Có lẽ là những cái nơi này thì nói chủ yếu nói về phong cảnh nhiều hơn là thức ăn ạ. Không phải, tại vì nó là trong nước. Chúng ta đang nói về là holiday abroad.
Cho nên là nếu như bạn nói rất hay về Vũng Tàu, Đà Lạt hay Nha Trang gì đó thì cũng rất là khó chấm điểm, tại vì có sẽ có người là chấm dễ và sẽ có người là gắt hơn, tại vì rõ ràng là cái đề yêu cầu bạn là holiday abroad, bạn phải chắc cú là bạn phải nói rõ ràng là một cái nước nào đó, thì phải nói là Thái Lan hay là phải nói là Nhật Bản hay là ở đâu đó, chứ không có nói về những cái địa điểm ở trong nước mình. Cái này có hơi gắt gao một tí xíu nha, cái này các bạn phải nhớ là a foreign country. Ok, sau đó thì bạn sẽ nói là bạn đi đâu, thì đây là đi đâu, đây là foreign country, đi đâu. Ví dụ như chúng ta sẽ nói về đi Thái đi ha, Thailand. Rồi bạn sẽ làm gì, thì what activities did you do, thì các bạn có thể nói là đâu, visit the night market, để đi chợ đêm chẳng hạn, hay là go shopping thì đi mua sắm. Thì dĩ nhiên rõ ràng là đề là nói về holiday abroad, nhưng mà có điều là cũng không quá khó khăn để các bạn có thể suy nghĩ là những hoạt động các bạn có thể làm. À, ví dụ như các bạn có thể nói gì đó, các bạn đi nước nào cũng vậy thôi, các bạn có thể đi chợ đêm hay là đi mua sắm, bất kỳ những hoạt động nào các bạn có thể có. Và nói về food thì cái này là hơi hơi mệt một tí xíu, tại vì food thì đặc thù, thì nếu như nói về Nhật Bản thì bạn có nói về sushi chẳng hạn, hay là nếu nếu nói về Thái Lan thì các bạn phải nói, có thể nói về là noodles, hay là các bạn có thể nói về gì ta, Thái Lan có gì ta, tôi chưa đi Thái Lan rồi thì tôi không có nhớ được cái gì, mì tôm yum chẳng hạn, hay là đúng rồi, hay là squid soup chẳng hạn, chè chẳng hạn. Nói chung là các bạn cũng nên nghiên cứu một tí xíu, và nếu các bạn đã có trải nghiệm về đi du lịch rồi thì các bạn có thể gì đó kê ra, và sau đó thì các bạn chỉ cần viết đúng format một cái bức thư, và các bạn nêu rõ hết mấy cái này, và các bạn đừng quá sai ngữ pháp nhiều là ok. Nếu như bạn dùng được những từ này như delicious nè, scrumptious nè, tasty hay là mouth watering gì đó, thì có thể trình độ của bạn sẽ là B2. Nhưng mà các bạn dùng chữ good hay là dùng chữ delicious, các bạn dùng chữ là good hay là nice thôi, thì có thể vẫn là B1. Mới đây yêu cầu là quan trọng nhất là các bạn phải viết đủ hết những cái yêu cầu của đề bài, và các bạn phải viết ít nhất là 120 chữ. Các bạn phải viết được đúng định dạng của một cái bức thư. Các bạn phải liên kết câu bằng những cái từ nối, và các bạn phải dùng mà không bị sai ngữ pháp quá nhiều, mà các bạn phải viết được thêm câu phức, và các bạn phải dùng những cái từ vựng gọi là hơi bị cao cấp một chút xíu. Ok, chờ tôi chút xíu, tôi mở các bạn cái sườn bài viết. À, đây. Rồi. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ cái sườn bài đúng không ạ? Trước tiên thì chúng ta phải trả lời cái vô liền, chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chào. Nhưng mà quan trọng á, là chúng ta phải cố gắng là hiểu được cái nội dung của bài, là yêu cầu là chúng ta viết thư cho bạn bè đúng không? Cho nên các bạn phải cân nhắc coi là mối quan hệ của bạn với bạn bè ra làm sao. Thì ở trong trường hợp này á, thì các bạn nghĩ là dear hay là hi là phù hợp ạ? Hai. À, tùy bạn thôi, nhưng mà có điều là thân mật thì nên dùng là hi, hay là tại vì bạn bè với nhau, tại vì các bạn cân nhắc kỹ là ai sẽ là người nhận bức thư, và tùy tùy theo đó là sẽ có cái cách viết phù hợp. Thì nói chung là cái này nó cũng yêu cầu là hơi cao một tí xíu, cho nên nếu mà bạn muốn B2 á thì các bạn cân nhắc thêm, còn nếu như bạn nghĩ là trình độ mình chỉ B1 thôi á, thì thôi cứ theo một cái khuôn mà cứ cứ học quách cho rồi đi, có nghĩa là các bạn cứ bài nào các bạn cũng đi 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 hết, rồi các bạn nào các bạn cũng theo một cái sườn hết. Còn nếu những người nào mà trình độ khá hơn tí xíu mà cần B2 hay là C1 á, thì phải cân nhắc thêm coi cái bức thư mình viết á là nó trang trọng hay là nó thân mật. Rồi sau đó bạn sẽ là oh I hope you are well, rồi thank you for your letter, cái này là học vẹt á,
Còn nếu trong bài này á, bạn có thể viết thế này: love to hear from you. Rồi, love to hear from you, tức là rất vui khi nhận được thư của bạn. Phần tiếp theo nữa là nói về mục đích. Rồi bạn có thể nói là I'm very happy to know that I'm writing to give you some information about. Thì rõ ràng đây là cái sườn. Nhưng mà trong cái bài này, nếu bạn nói là tôi đang viết thư để mà cho bạn một số cái thông tin về cái kỳ nghỉ mà tôi vừa mới đi chơi nước ngoài về, thì nó có vẻ là nó không có được gọi là phù hợp lắm với ngữ cảnh. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa là bạn, nếu mà bạn cần B2 hay C1 á, thì bạn hãy cân nhắc thêm để chuyện là dùng ngôn ngữ cho phù hợp với lại cái ngữ cảnh của bài thi. Còn nếu như mà bạn chỉ B1 thôi á, thì đừng có nhức đầu quá làm gì ha. Bạn hãy ghi thế này: chào, glad to hear from you, xong rồi đúng không? Thì bạn có thể nói tiếp. Yes, I have just returned from one of the... Lỗi nó hơi... the best holiday ever. I can't wait to share with you. Hay là I can't wait to tell you about it. Đó. Thì đây là mục đích của bài viết thư, của cái thư này. Thì bạn cảm thấy là nếu mà bạn viết như vậy á, thì nó sẽ phù hợp hơn và nó sẽ thân mật hơn khi với cho người nhận. Rồi sau đó bạn vô phần body, thì bạn có thể bắt đầu nói một đoạn, bạn có thể chia đoạn nha. Một đoạn là bạn nói về bạn đi đâu. Một đoạn là bạn nói về bạn làm cái gì. Và một đoạn họ nói về bạn ăn cái gì. Đó. Thì tùy vô cái mức độ hiểu biết của bạn và tùy vô cái khả năng, có thể gọi là chém gió nha. Khả năng chém gió của bạn thì các bạn có thể kéo dài ra một số điểm cho các bạn rút bớt một số điểm. Ví dụ như các bạn không biết là bạn làm gì, thế mạnh mà là ăn uống thì các bạn có thể nói nhiều ở đoạn ăn. Và thế mạnh của bạn là đi hoạt động gì đó thì các bạn có thể nói nhiều ở phần hoạt động. Tùy vô cái bạn có cái vốn từ ở chỗ nào nhiều hơn. Nhưng mà có điều là để B1 hoặc là B2 thì nó cũng có những cái yêu cầu nhất định. Rồi, sau đó thì bạn sẽ đến cái phần là concluding works. Rồi kết luận lại là well, that's all for now. I must get back to my work. I look forward to hearing from you soon. That's all I think you need to know about. If you need any further information, do not hesitate to get in touch. Mấy câu này cũng không phù hợp với cái đề, nhưng mà nó sẽ có thể kết hợp trong nhiều bài. Thì để cho bài này thì các bạn có thể gợi ý tôi coi mình sẽ kết luận là như thế nào. Sau khi mình kể hết mấy cái thông tin mà mình đã đi về cái chuyến đi, rồi mình đã ăn uống thế nào, hoạt động làm sao, thì mình sẽ kết luận như thế nào đây? Sao các bạn có gợi ý nào về cách kết luận không? Alo, alo, alo. Sao ạ? Em thưa thầy, ví dụ mình nói kết luận thì có thể nói là tôi hy vọng rằng bạn có cái trải nghiệm giống như tôi, ví dụ như thế. Okay. Em nghĩ là mình kết luận như thế ạ. Ok, rồi, cũng được. Nó cũng là một cách để mà nói. Ok, well. Well. So... what do you think about my holiday? I really hope that we can have a trip together to sometime. Chẳng hạn như vậy. Một cách mình nói. Rồi, một cách mình nói hoặc là I think you should definitely travel to nước nào đó and see for yourself. And see hay là experience for yourself. Có nghĩa là mình tự mình thấy hay là mình tự mình trải nghiệm.
một trong hai câu nha. Đó là có thể mình nói đã xong rồi mình có thể cái này rồi, hay là mình phải có thể rủ, rủ nó đi chơi chung. How about going together, chẳng hạn như vậy. Rồi cái này nói luôn là chúng tôi vẫn hay nhấn mạnh là nó chỉ tùy vô cái trình độ nha, chứ không không ép buộc là các bạn phải ngồi suy nghĩ mà chế như vậy. Tại vì thật ra trong thời gian hạn hẹp của phòng thi á, thì các bạn có cái gì trong đầu các bạn cứ làm tới. Cho nên là khi mình luyện á, thì ở nhà mình cố gắng mình luyện, hay là mình hướng tới cái mục tiêu của mình thì mình luyện ở nhà, rồi sau đó là mình tập một thói quen nhất định, đọc cái đề đó rồi trong đầu mình nảy ra cái gì mình viết ra. Chứ trong phòng thi đừng có ngồi đó nghĩ suy nghĩ là thế nào để có thể có điểm cao, làm thế nào để có thể có cấu trúc hay, làm thế nào để biết mà có thể là tạo ấn tượng với giám khảo. Không có, tại vì trong phòng thi là mình đánh máy rất là nhanh và chậm chậm một tí xíu là nó hết giờ rồi, cho nên là bạn cẩn thận. Và cuối cùng thì mình sẽ kết luận lại bằng best wishes hay là regards, hay là một từ thôi, best. Trong trường hợp này tôi sẽ chọn từ best. Bạn bè với nhau. Choose the right words depending on the formality. Và cuối cùng đừng quên là bạn phải đọc kỹ lại cái sản phẩm đã viết ha. Và chúng ta cũng đừng quên là gì đó, xem mình có thiếu tiêu chí nào hay không, có viết thiếu cái phần nào hay không, rồi có kết giữa kết nối bằng từ nói hay không, rồi ngữ pháp và từ vựng như thế nào, đó là xem xét lại. À, nãy giờ thì cũng chưa nói tới cái tiêu chí này, là các bạn làm ơn là viết chính xác là ít nhất là 120 chữ. Ok. Rồi các bạn còn ở đây với tôi không? Có nghe được không vậy? Có. Rồi, ok. Chúng ta sẽ gì đây? Ồ, 9:50 rồi. Chúng ta sẽ tiếp theo bằng cái bài đọc tiếp theo, các bạn lấy giấy bút ra ghi tiếp đề ha. Rồi, tôi cho các bạn 5 phút đọc đề. Rồi, được chưa? Giờ nói ngắn gọn xem chúng ta phải viết cái gì cho cái bài này. Em nói được không thưa thầy? Em nghĩ là mình đầu tiên phải xác định cái thể loại của essay này ạ. Rồi, ok. Ở đây thể loại essay là cause and solution ạ. Rồi, ok. Đấy, mình sẽ phải nêu được cái cause. Đấy, có mấy cái cause thì sẽ đưa ra tương ứng là mấy cái solution. Đấy ạ. Ok. Rồi được rồi. Tôi xin phép dịch cái mà cái này là cái gì cả đã? Obesity là cái gì? Là béo phì ạ. Rồi ok, béo phì. Obesity là béo phì.
Rồi, tôi xin được phép dịch ha. Béo phì được biết là nguyên nhân của nhiều cái tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Serious health conditions. Bao gồm high blood pressure là cao huyết áp và type 2 diabetes là Tiểu đường loại 2 tôi còn lại hai loại một nào khó không ta? Rồi. có À, tiểu rồi. đường loại This is nothing new. Điều này thì không có gì mới hết. À được rồi, đã thôi được. Nhưng mà sự thật đáng đau buồn là the saddening truth, right, is that every year mà hàng năm chúng ta liên tục keep doing something, có nghĩa là liên tục làm gì đó. Liên tục running into reports, có nghĩa là liên tục chạy vô trong những cái báo cáo. Thì dịch vậy thôi, nhưng cái điều là phải hiểu là hàng năm chúng ta liên tục thấy được hay là đọc được những cái báo cáo mà cho biết rằng là the number of obese children, tức là số lượng mà trẻ em béo phì á, shows cho thấy không có dấu hiệu là giảm. Thì tức là không dấu hiệu là giảm có nghĩa là tăng, đúng không? Rồi. Nói chung thì dài dòng vậy thôi, nhưng mà có điều là cái câu mà cái tôi dạy học viên á, thì bao giờ tôi cũng nhấn mạnh luôn á, là các bạn phải chú ý kỹ câu này. Write an essay to an educated reader to discuss. Đó. Thì cái câu quan trọng là câu này. Còn cái câu ở trên đây ngữ cảnh đó, thì nó giúp bạn đọc hiểu về ngữ cảnh thôi. Chứ nếu mà bạn cứ đè cái này mà bạn gì đó viết thì nó hơi bị có thể nguy cơ lạc đề chút xíu. Thì phải đọc kỹ câu này. Write an essay to an educated reader to discuss the possible causes of and suggest possible solution. Đó. Thì câu này mấy câu này nha, thì bà này yêu cầu mình phân tích là possible causes, nguyên nhân của bị bệnh béo phì ở đâu ạ? Ở trẻ em, và đưa ra những cái giải pháp mà có thể có, tức là suggest possible solution. Rồi, bạn phải bắt buộc là viết ít nhất là 250 chữ, và bạn phải cái yêu cầu cái bài viết của bạn á thì sẽ được đánh giá theo bốn tiêu chí luôn, y chang cái tên kia, nghĩa là bạn phải là gì đó. Phần bạn sẽ cố tiêu chí là thiết là mức độ hoàn thành, thứ hai là tổ chức bài viết, thứ ba là ngữ pháp, và thứ tư là từ vựng. Đó thì bốn tiêu chí đó. Thì theo cái này thì tôi nghĩ là cũng không vấn đề gì khó khăn đâu, thì bạn cứ hình dung thử. Thì chúng ta sẽ có ta sẽ trước tiên ta tìm ý thử ha. Vậy theo các bạn thì rồi mời các bạn gõ vào khung chat đi, nguyên nhân béo phì là gì nào. Nhấn mạnh là cái đề là ở trẻ em nha. Mời các bạn gõ vào khung chat để mà thảo luận nè. Còn nếu bạn nào có thể nói được thì vui lòng mở mic lên. It's so much fast food. Good. Gì nữa? Like the exercise or physical activities. Okay. So, like, đúng rồi. Like Exercise. physical exercise cũng được. Hay là physical activity. Rồi. Tiếp theo nữa. Junk Bad eating habits. Thì tôi thấy là trên này các bạn dùng là fast food đó. Eat too much junk food. Đúng rồi. Fast food cũng được. Junk food là đồ ăn vặt, mà fast food là thức ăn nhanh. Thì hai cái này cần phân biệt tí xíu. Thì junk food giống như là bánh kẹo, còn fast food thì cũng là để ăn no, nhưng có điều là nó chứa quá nhiều dầu mỡ, ví dụ như McDonald's hay là KFC chẳng hạn. Cái gì nữa không? Drink soft drinks. Sugar fruit hả? Such as Coca-Cola. Thì thôi mấy cái đó thì mình dùng là gì đó, drink soda. Ta dùng là mấy từ là soda hay là gì đó, hay là fizzy drink, tức là những cái thức ăn có lòng những cái chất uống mà nó có gì đó, nó có bọt, nó có CO2. Thông thường thì soda đủ rồi, chúng ta đủ hiểu là soda rồi. Tôi nghĩ là vậy là ok rồi đó, hai lý do đủ rồi, thì các bạn không cần phải kép quá nhiều làm gì. Nhưng mà có điều á, là chúng ta phải đề cập tới một cái hơi khó là children nha. Tức là bởi vì children thì như các bạn vừa nói á, thì hai cái lý do này nó đều có thể là phù hợp với người lớn, đúng không? Cho nên là bạn phải làm ơn các bạn gì đó, làm sao mà đá qua children tí xíu. Cho nên là tôi sẽ đề nghị là các bạn là like up
care from parents. Okay. Hay là lack of parental supervision. Có nghĩa là sự kiểm soát của gì đó của cha mẹ. Hay là ở trường school. Sao ạ? Sell too much junk food. Đó. Ở trường thì có những cái chỗ mà nó bán quá nhiều junk food và học sinh khi đi học thì sẵn sàng mua, thì trường không có cấm bán đồ ăn vặt cho nên là trẻ em cứ đi học cứ mua vậy thôi. Rồi sau đó ở nhà thì sao ạ? Thì phải nhấn mạnh thêm là ở nhà thì nó chỉ coi gì đấy ạ? Coi gì? Coi tivi đúng không? Sedentary lifestyle. Đó. Lối sống trì trệ. Đúng rồi, lối sống mà nó giống như kiểu như là nó không có lành mạnh lắm. Và nó a sanitary lifestyle. Thứ nhất là gì đây ạ? Watch too much TV. Hay là gì? Hay là play gì đây ạ? Or play games on, dùng từ đó thích đúng không ạ? Electronic devices. Không on, đúng không ạ? Electronic devices. Rồi. Rồi các bạn có thể gì đây, đây. Đó, này tôi triển khai qua đây. Đó. Sau đó là school nè, lack of care from parents, lack of rồi school nè, bad eating habit nè, sau đó mình hãy để đây. Đó. Chẳng hạn như vậy. Thì tùy cách sắp xếp ý của bạn thì trong cái bài, trong cái thời gian ngắn này thì tôi chỉ sắp xếp sơ sơ như vậy để bạn có thể hình dung. Và khi bạn ngồi viết thì có thể bạn sắp xếp là ý này thế nào phù hợp. Còn solution thì sao nào? Giải pháp. Rồi, xin mời các bạn chia sẻ cái giải pháp nào. Giải pháp không cần phải quá thực tế, có nghĩa là bạn nghĩ ra là đã đưa ra giải pháp thì giải pháp phải khả thi, nhưng mà không cần thiết phải vậy. Tức là bạn có thể nói những cái gì mà lý thuyết thôi cũng được, miễn là bạn chứng minh được là bạn có khả năng bạn biết là ok, nhưng không nhất thiết là bạn phải chứng minh được là bạn người có khả năng giải pháp sáng tác ra những cái chính sách, không cần thiết. Sao là parents nào responsibilities to control what the children do. Okay, parents and school, maybe, maybe. Pay attention. Yeah. Okay. You know this. Ví dụ như là limit junk food advertising. Okay, maybe on the government. Government should impose higher taxes on junk food and limit advertising. Ok, rồi cái hàng vậy. Tức là nó tăng, nó là áp thuế lên junk food và limit advertising or sales in school. Đúng không? Rồi một cái. Thứ hai nữa là educate, đúng rồi, bạn này nói là educate nè. Educate. Thì maybe run campaign, tức là chính là gì đó? Campaign là cái chiến dịch. Run campaign in school and in the media to educate children about the importance of healthy eating. Rồi ngoài ra thì trường học phải sao ta? Schools should organize more activities to form more activity, more physical activity for children to promote to encourage them to encourage them to try for children for children to encourage them to develop a love for sports chẳng hạn vậy. Tức là trường học thì nên tổ chức những hoạt động cho trẻ em, hay là trường học cũng nên là encourage them to develop a love for sport, rồi a love for sport, hay là develop a healthy lifestyle, một lối sống lành mạnh.
Bây giờ chưa nói về cha mẹ nha. Cha mẹ, parents should do what? Spend more time with their children and advise them, advise them to avoid, to take up healthy. Ngoài ra có thể dùng từ nào nữa nhỉ? Khuyến khích, hướng dẫn, kiểm soát, monitor là có thể là kiểm soát này. Kiểm soát hay là quan sát. Rồi hướng dẫn là guide. Gần gần như vậy. Rồi sau đó thì nhiệm vụ của các bạn là có thể là ngồi ráp nó vô thành một bài. Đâu, tôi lấy cái sườn cũ ra cả. Đó. Thì các bạn có thể nhìn vô cái sườn bài này đó. Thì ở đây đầu tiên thì bạn phải giới thiệu cái chủ đề đó. Bạn hãy nói một câu này: This essay will discuss some causes leading to this problem and outline some possible solutions. Đó, một câu này. Mục đích của bài essay là gì? Trước đó thì bạn phải chú ý thêm là cái giới thiệu vô cái bài, cái chủ đề là gì. Thì chủ đề này là childhood obesity, thì bạn có thể thay đến cái này. Đây, tôi ghi nhé. Childhood obesity. It's a topical issue which raises growing concern in today's world. Right. Đó xong, các bạn sẽ đã có hai cái câu mở bài là xong. Đó là xong là mở bài rồi. Thì bọn tôi cũng không có khuyến khích cái cách này lắm, nhưng mà có điều là trong một số ngữ cảnh nhất định thì có thể các bạn có thể đè nó ra mà áp dụng, chứ cũng hơi mệt. Nhưng mà nó hơi hơi chậm chậm một tí xíu thì thôi cứ đè nó ra mà làm cũng được. Sau đó đề yêu cầu bạn là viết về causes, đúng không? Thì bạn có thể nói như này: To begin, đoạn đầu tiên nói về causes, và đoạn thứ hai sẽ viết về solution. Có cách viết nào khác không? Hồi nãy là cái chị đã nói là gì đó, có bao nhiêu cái causes sẽ có bao nhiêu cái solution tương ứng. Thì thật ra cũng không cần như vậy, nhưng mà có điều là nếu được như vậy thì quá tốt. Thì tôi vẫn khuyên học viên thì nên viết một đoạn là causes riêng và một đoạn là solution riêng. Bởi vì lý do đơn giản là đôi khi chúng ta không thể nào kiếm được một số cái tương đồng nhất định. Ví dụ như cause này là như vậy, thì cái solution tương ứng là cái gì? Thì đôi khi mình không kiếm được y chang như vậy, cho nên là mình làm vậy sẽ là ok nhất, sẽ là dễ nhất cho mình. Còn dĩ nhiên nếu như bạn kiếm được hết rồi, nãy như cha mẹ thì thiếu gì thì bên đây giải pháp cha mẹ phải làm gì, thì có thể là tương đồng vậy thì phải viết trong cùng một đoạn là một cái nguyên nhân và giải pháp trong cùng một đoạn. Còn nếu như mà không làm được vậy á, thì một đoạn riêng nói về causes và một đoạn riêng nói về solution, và tôi khuyên như vậy. Rồi thì tôi viết này: To begin, there are a number of factors that contribute to the fact that. Rồi, chỗ này là ghi là more children are obese, béo phì. The first and most obvious cause is that they have bad eating habits due to the lack of parental, the lack of parental care. Rồi, ví dụ thôi nha. To explain this. Rồi, cái này nào. These days, parents are very busy and they often leave children to do what they want. Therefore, sao nữa? School often
leave trên the what they want. Rồi, escort. There are a lot of counters selling junk food and without enough knowledge, children will buy and eat junk, yeah, eat a lot of junk food. This is very unhealthy and will make them obese. Tôi viết nhanh thôi nha, cho nên nhìn đọc lại thì nó cũng không có được xuất sắc lắm, nhưng mà cái điều là chỉ cần như vậy thôi. Có nghĩa là bạn sẽ viết là đoạn đầu câu đầu tiên mà nó là có nhiều nguyên nhân, thứ hai nữa là nguyên nhân đầu tiên là gì, và sau đó giải quyết giải thích nguyên nhân đó ra. Có nghĩa là các bạn hình dung được ý tôi muốn nói là gì. Và sau đó nếu mà được nữa thì các bạn có thể thêm nữa, viết thêm nữa. Và xong đoạn đó rồi thì các bạn có thể viết mở ra về một đoạn là solution. Thì bạn sẽ nói là cũng vậy luôn, tức là bạn sẽ nói là để giải quyết vấn đề này thì có những cái nguyên nhân, những cái giải pháp cần thiết có thể được xử lý. Đầu tiên là gì? The most obvious solution is for government to ban junk food from school. Bạn nhắc tôi nghe chữ ban junk food nó nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cấm ạ. Ok, ban junk food from school. By doing this, bằng việc làm này, children will have no choice but to buy, I'm not sure, but buy healthy food to eat during their, vậy đã làm gì nào? Right. Chẳng hạn như vậy. Chắc là bạn sẽ hình dung theo những ý của tôi, đúng không? Tức là nó là giải câu đầu tiên, có những cái giải pháp có thể làm và đưa ra đầu tiên là gì và giải thích thêm một cái nữa và một bước nữa rồi giải thích ra và cuối cùng chúng ta sẽ có cái phần conclusion. Ok, rồi tôi nghĩ là vậy là ok rồi đó. Đâu rồi ta? Rồi được rồi ha, chúng ta đã có được một cái sườn bài và nó có là ý tưởng cho cái đề bài này. Và tôi nhấn mạnh các bạn là bạn làm ơn là đừng có viết lạc đề, tại vì nếu bạn viết obesity chung chung thôi á thì rất là khó chấm điểm cho cái giám khảo. Và sẽ có thể sẽ có những người là dễ cho các bạn là ok, nhưng sẽ có những người khó, nó là lạc đề cho các bạn 2 điểm hết các tiêu chí. Thì bạn hình dung được là task fulfillment là 2, organization là 2, grammar là 2, vocabulary là 2, thì tất cả cộng lại 8 điểm thôi. Và khi mà 8 điểm rồi nhân 2 rồi cộng với cái điểm là task 1 á, là tất cả là xong rồi, tất cả chia 3, thì cái điểm sau cùng sẽ rất là thấp. Và các bạn làm ơn lưu ý kinh giúp á, là cái điểm mà liệt á, điểm liệt là bao nhiêu ạ? Tức là nếu các bạn bị 2 điểm á thì coi như là rớt B1 nha. Mấy cái kia có thể là bị gì đó, mấy cái kia có thể cao, nhưng cái điều nếu mà một bài mà bị 2 điểm thì coi chừng là khỏi B1 luôn. Ok, được rồi ha. Cho nên là các bạn học viên cũ của tôi cần nhớ cách đọc bài không? Ok. Còn đây không? Cái lớp A314 nè, đâu rồi? Hello. Trời đất. Ok, được rồi nha. Dạ còn, thầy ơi, mừng quá. Rồi, các bạn học viên cũ A314 nếu vẫn còn chăm học thì vui lòng nộp bài bình thường nha. Nộp bài theo cách hướng dẫn cũ nha. Còn những bạn nào mà không phải học trong lớp đó mà trên nhóm á thì vui lòng chờ cái hướng dẫn sau. Rồi được rồi, chúc các bạn một cái ngày thứ bảy vui vẻ. Chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, nếu tôi có thời gian để mà tổ chức một lớp nữa. Thì cái chương trình, cái series này sẽ tổ chức kéo dài tới khi nào mà các bạn không còn muốn học nữa vậy ha. Thì không, cho tới khi có thông báo sau chứ nói vậy sao được. Ok, that's it. Chúc các bạn một tuần vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cho khi có tới không thông báo sau. Cảm ơn thầy, chúng em. Ok, chào các bạn nha. Goodbye. Yeah.